kẽm thông minh Smart Jeans là gì? Vai trò của kẽm thông minh đối với năng suất lúa ra sao? Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụ hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về một loại phân mới tiến bộ kỹ thuật tốt, đó là DAP Smart Jeans của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Thì đây là một loại phân DAP có chứa là đạm và có chứa lân, nhưng mà có trộn thêm một hàm lượng kẽm mà kẽm thông minh. Đó, Smart Jeans tức là kẽm thông minh đó bà con ạ. Bây giờ là tại sao là chúng ta đưa cái phân DAP Smart Jeans này vào sử dụng cho lúa ở cái vùng đồng bằng sông Long? Trước tiên là DAP bà con biết rồi, đạm và lân là hai nguyên tố rất cần thiết cho cây lúa ở trên các mọi vùng đất nói chung và riêng cái đất đồng bằng sông Long nói riêng nữa. Và bây giờ là tại sao chúng ta đưa cái kẽm thông minh vào đây? Thì thưa với bà con là kẽm là một nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho các loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Kẽm nó sẽ giúp cho tăng cường trao đổi chất trong cây, kẽm nó sẽ giúp cho việc quang hợp của cây lúa nó sẽ mạnh mẽ hơn, bền hơn, và nó qua cái quang hợp tốt đó thì nó sẽ giúp cho cái việc là tăng cái sản lượng của cái bào gạo đó. Và như vậy là năng suất nó tăng lên. Và một cái việc nữa, kẽm là một cái vi lượng, nó cũng giúp tăng cao cái sự đề kháng của cây lúa đối với trong cái tình hình hiện nay là biến đổi khí hậu mà dịch bệnh phát triển nhiều. Chính như vậy là cái kẽm là nó vừa đáp ứng được, nó vừa là một vi lượng, nó vừa là một cái chất xúc tác, nó vừa là một cái chất mà nó tăng cao cái sức đề kháng của cây trong điều kiện hiện nay là đất phèn, rồi hạn mặn, rồi biến đổi khí hậu. Do đó là cái DAP Smart Jeans đó sẽ sử dụng cho lúa trên các đồng đất, cái đồng bằng sông Long đều mang đến hiệu quả. Vi lượng thông minh Smart Jeans là polyphosphate kẽm bổ sung vào DAP giúp lúa hấp thụ đạm, lân từ DAP hiệu quả, ra rễ nhanh, đẻ nhánh khỏe, tăng cường quang hợp, năng suất cao. Thay vì bà con bón DAP thường thì bà con sẽ sử dụng cái thay thế bằng DAP Smart Jeans vào các đợt bón, là thứ nhất là đợt 7-10 ngày bà con bón DAP Smart Jeans, và cái đợt thứ hai là 18-22 ngày bà con bón DAP Smart Jeans, và cái lượng bón thì nó bằng 80% cho bằng với lại cái lượng DAP trước đó bà con bón DAP bình thường. Tại vì đây là một cái loại DAP mà đã có thêm cái trung vi lượng kết hợp cộng với kẽm thông minh, do đó là nó sẽ tăng hiệu quả lên cao hơn, và bà con sẽ bón là sẽ thấy cây lúa nó sẽ xanh bền, xanh sáng, xanh lâu, nó tốt hơn, cái rễ nó phát triển mạnh hơn, cái tốc độ trao đổi chất và quang hợp của cây lúa nó mạnh mẽ hơn, và cái kết quả cuối cùng là năng suất chất lượng tăng lên và cây lúa nó đề kháng tốt hơn và sâu bệnh nó giảm hơn so với lại bà con bón các loại phân bón bình thường. Chúc bà con ứng dụng cái sản phẩm phân bón mới DAP Smart Jeans của công ty cổ phần phân bón Bình Điền thành công trong canh tác. Vai trò của Smart Jeans đối với năng suất lúa là như thế nào? Kẽm thông minh Smart Jeans vừa là vi lượng, vừa là chất xúc tác, vừa tăng cao sức đề kháng của cây. Sử dụng DAP Smart Jeans cho cây lúa giúp tăng năng suất, tăng sức đề kháng cho cây. Bón DAP Smart Jeans giai đoạn cây lúa 7-10 ngày và giai đoạn từ 18-22 ngày. Lượng bón bằng 80% so với DAP bình thường.